Quang Bách xin trân trọng à, kính chào quý anh chị trang đại gia đình của Quang Bách Channel và thưa quý anh chị ngày hôm nay là tối thứ ba ngày 23 tháng 4 năm 2024. À, trước nhất là chúng tôi xin kính chúc quý vị những giờ phút còn lại bình an và cũng xin quý vị hỗ trợ cho chương trình Quang Bách Channel bằng cách là quý vị subscribe, like và share chương trình cho bạn bè và thân hữu. Đó là điều mà À, người làm chương trình rất là thích thú và cũng mong quý vị comment để đóng góp trong chương trình này và chúng tôi cũng mong là nếu mà quý anh chị nào cảm thấy là mình có thể đóng góp được trong chương trình thì mong quý anh chị có thể liên lạc với chúng tôi để có thể mình à, lâu lâu một tuần hai tuần mình có uh, không khí lạ để mời quý anh chị các nơi uh, không nhất thiết là ở hoa kỳ ở hoa kỳ các nơi trên uh, thế giới à, quý vị muốn cộng tác mà lâu lâu có chương trình nói uh, chuyện với uh, uh, quý khán thính giả của chúng ta thì mong quý vị liên lạc với chúng tôi nha Bây giờ thì chúng tôi có báo tin vui trước. À, tin vui đó là gì thưa quý vị? Tin vui nhất là bây giờ Thượng viện của Hoa Kỳ. Ngày hôm nay, chiều hôm nay thì họ đã thông qua cái, cái cái, dự luật về viện trợ 95 tỷ đô la cho Ukraine, cho Do Thái, cho Đài Loan và Tứ Giác Kim Cương, tức là Ấn Độ, Thái Bình Dương đó thưa quý vị. Họ đã thông qua. Cái số phiếu mà thông qua là là kết quả là 79 phiếu thuận tức là ủng hộ 79 phiếu thuận và 18 phiếu chống như vậy thì cái đạo luật này đã thông qua mới chiều nay mới đây thôi chứ không không lâu tức là bây giờ là chúng tôi làm chương trình nữa là gần 11 giờ đêm rồi thì mới thông qua cách đây mấy tiếng thôi thì ngày mai họ chuyển lên tổng thống và tổng thống Joe Biden sẽ ký ngay lập tức để có tiền viện trợ có vũ khí viện trợ và tổng thống Joe Biden đã dự trù bên bộ quốc phòng họ dự trù có 1 tỷ mỹ kim vũ khí để chuyển tới cho Ukraine ngay trong ngày khi mà ký uh, ngay thì có quả tốc sẽ có vũ khí chuyển tới cho Ukraine thưa quý vị đó là cái tin vui phải không cái tin vui này đó là sao quý vị biết là sao một thời gian dài gần tới uh, 4 năm tháng đó, thì bây giờ mới thông qua và trong cái chương trình chúng tôi vừa nêu đó là ông tại sao ông uh, Mike Jensen đã thay đổi cái ý kiến để mà quay về bởi vì với cái áp lực của quốc tế với cái áp lực của những người đảng cộng hòa mà họ truyền thống họ muốn là cần phải viện trợ cho Ukraine ví dụ như ông Mick McConnell tức là chủ tịch của uh, của thượng viện không tiểu số như là ông uh, uh, Ngoại trưởng Pompeo và nhiều nhân vật ông My Ben là phó uh, cựu phó tổng thống của Hoa Kỳ cũng uh, thời của Donald Trump cũng yêu cầu là phải viện trợ cho nên chính vì những cái yếu tố đó mà ông Sinh đã ký và à, đã thông qua được cái dự luật đây là cái tin vui chứ không có gì buồn hay à, chúng tôi nói, nói là cái tin đó là cái tin mà có thể là quý vị thấy là rất là phấn khởi đối với đối với Ukraine tin vui này cả thế giới bởi vì ai yêu chuộng tự do chỉ có ngoại trừ là Putin chỉ có ngoại trừ những cái chế độ độc tài à, như putin như tập cận bình là không thích thôi à, ở trong đó cộng hòa thì có những người như là Taylor green là những người đó là có dấu hiệu làm tay sai cho công cụ của putin thì họ lại không có muốn viện trợ cho ukraine đó là bận tin vui chúng tôi gửi đến quý vị nghe qua quốc hội thông qua vào chiều thứ sáu rồi sau đó mới chuyển lên thượng viện thì thượng viện bây giờ có một cái tin nữa là thưa thêm đó là trong bốn cái dự luật này bốn cái dự luật chúng tôi thưa với quý vị là chia làm ba phần cái gì phần thứ nhất là viện trợ cho Ukraine phần thứ hai là viện trợ cho Do Thái phần thứ ba là viện trợ cho Đài Loan và um, um, các quốc gia Ấn Độ Thái Bình Dương tức là ba 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 phần phần thứ tư là tiếp tóc thưa quý vị cái công ty tiktok là bây giờ thượng viện đã thông qua rồi mà tổng thống joe biden sẽ ký thành luật vào ngày mai ông đó làm ký ngay tức là ngày mai sẽ ký như vậy thì cái công ty tiktok trong tương lai có thể không hoạt động tại mỹ với cái điều kiện nếu mà muốn hoạt động tại mỹ đó thì tiktok phải tách rời công ty mẹ là công ty biden công ty biden là công ty này của trung quốc là công ty mẹ b một là phải bán lại cho cho các uh, doanh nhân khác à không phải là của Trung Quốc không có liên quan vào công ty mẹ tức là ba đen đó bởi vì khi mà liên lạc với công ty mẹ thì người ta cho rằng là cái an ninh của những người chơi tiếp không được an toàn và an ninh của nước Mỹ cũng có thể không an toàn bởi vì à, à, Trung Quốc họ gài những cái điều để mà họ họ lấy thông tin mặt của của Mỹ cho nên bây giờ thì nó tóm lại thì cái công ty TikTok mà ai ham chơi đó thì cái công ty TikTok này đó nếu mà thượng viện và tổng thống ký rồi đó thì nó sẽ có giá trị hình như là 6 tháng hay là một năm thì nó có giá trị thì có thể tiếp tóc họ kiện họ có thể kiện à, mà kiện thắng hay thua thì mình chưa biết nhưng mà họ có thể kiện đó, thưa quý vị đó là cái bản tin thứ nhất và bây giờ gửi đến quý vị về cái ngày về ngày ông Trâm mà ra tòa thì thưa quý vị như chúng tôi thưa ngày hôm qua đó là khi mà cái công tố viên của chính phủ mà ông trump vào đó thì đây ngày hôm qua là cái phiên tòa đầu tiên để mở ra cái phiên tòa thì quý vị là khi đã thông qua những tất cả những cái thủ tục rồi đó thì công tố viên là ông Colangino thì ông đã khẳng định với bầu thẩm đoàn đó là ông Trump là ông có ý là đã dân lặng trong cái cuộc bầu cử từ trước rồi chứ không phải là có từ sau, ông sắp xếp theo công tố viên đó, thì hành động này chỉ là một phần trong cái âm mưu mà được ông Trump dần dần lên kế hoạch thực hiện trong một thời gian dài gây ảnh hưởng tới cuộc bầu cử cho 2016 cho nên chúng ta biết là nghe nói là ông Trump như vậy thì ông bịt miệng cô đào này thì chỉ có nghe người ta nói Ô, không có gì nhưng mà thật sự ông đã có kế hoạch và kế hoạch đó là bịt miệng và nhiều cái thông tin khác nữa mà ông không có hái lộ ra bên ngoài thì ông ngụy tạo giấy tờ và những cái đó nó nó không đúng sự thật thì người ta cho rằng ông Trump là cố tình để mà dân lận đánh lừa cử tri trong cái cuộc bầu cử che giấu cái những um, cây che, uh, che giấu về những cái cái sai lầm của mình những cái sai trái những cái đăng đối của mình đó là cái điều mà có âm mưu từ trước à, thì chúng ta biết bên phía của ông Trâm thì họ phản biện lại họ kêu ông Trâm đó là quyền tự do cũng không có gì là sai trái cả nhưng mà họ, họ biện lý do thì cái lập luận tức là điều quan trọng là làm sao đánh vào hay hay, hay hay đánh nghĩa là làm sao thuyết phục cử uh, những bầu thẩm viên đó, bầu thẩm đoàn đó, họ nhìn cái vấn đề họ thấy đó là cái điều sai trái thì sao cùng uh, họ sẽ đi tới cái kết luận thưa quý vị. Thành chúng ta chờ xem những cái vấn đề gì để sẽ sẽ xảy ra trong tương lai. Ừ. Bây giờ thì uh, thưa quý vị, trong mới đây có cái cuộc tham dò của công ty công ty là Maris, họ phối hợp với BBS New Hour, họ thực hiện một cái chương trình tham dò uh, tham dò trong một tuần lễ thì cái ngày 22 tức là ngày hôm qua họ công bố cái kết quả thì cho thấy là ông Joe Biden dẫn trước ông Donald Trump. Ông Joe Biden dẫn trước là 51%, ông à, tỷ lệ trong khi ông Trump là có 48%. Nhưng mà thưa với quý vị cái sự tham dò đó, à, theo chúng tôi đó thì họ tham dò đó bây giờ nó phức tạp nó không có chính xác lắm đâu gần tới bầu cử đó thì mai ra bây giờ nó có nhiều người cử tri họ nói vậy mà không phải vậy có khi họ họ ủng hộ ông Biden thì họ nói ủng hộ ông Trump và ngược lại bởi vì um, hiện tại nó có nhiều phức tạp quá và chúng ta chưa biết được cái điều gì nó sẽ xảy ra nó cho 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 cái, cho cái vấn đề mà gọi là cử tri thành cử tri bây giờ họ còn lùm bùm họ còn chưa nghĩa là ngã ngủ đâu hết họ vẫn bừng... cho nên trong khi mà có cái phiên tòa mà xảy ra đó thì quý vị biết đó, là ông trump sẽ mất dặn uy tín bằng cớ là quý vị biết trong những ngày vừa qua ông trump kêu gọi là phải quý vị hãy có những cái cuộc biểu tình để hỗ trợ chúng tôi tại sao ông đặt cái vấn đề là tại sao có cái trường hợp mà họ bày tỏ cái lập trường là họ chống do chống do thái chống họ, họ ủng hộ palestine đó mà chống do thái đó mà các trường thì cho còn tôi tôi bày tỏ cái tư tưởng đó mà là không cho mà các người các cái cơ quan truyền thông báo chí họ nói về tôi thì là được mà tôi mà tự bào chữa cho tôi thì không được thì ông nói hoàn toàn sai thưa quý vị quý vị tại sao sai bởi vì ông chỉ trích ổng uh, uh, trong khi ông ở trong tòa thì ông không chỉ trích mà ông mới ông khi mà ông bắt đầu tới tòa ở bên ngoài gặp báo chí hỏi thì ông toàn là chỉ trích ông kia là ông chánh án này hay là ông công tố viên này um, Avin Pratt ấy, không có thiện cảm với tôi là những người gọi là thù hằn với tôi đủ thứ hết. rồi ông ra ông cũng nói là đây là cuộc săn lùng phù thủy và ông chỉ trích cho nên uh, có lẽ là thứ năm này uh, thì bây giờ ở bên uh, bên tòa họ mới quyết định họ có hoặc ông trâm việc cái lệnh gọi là uh, bịt miệng hay không bởi vì uh, có người ví dụ là ô oh, ông ông quan toàn ông bịt miệng cái điều đó hoàn toàn sai bởi vì bịt miệng rồi họ ví von bịt miệng giống như bịt miệng của cha lý mà nói trước tòa tòa nó không cho ông bịt miệng cái, cái điều đó nó hoàn toàn những người mà uh, lý luận như vậy rất là khập khẩy bởi vì sao ông cha lý là dưới chế độ cộng sản họ không cho nói ông chỉ là cái đối tượng là chế độ cộng sản mà ông không ông, ông phát biểu là ông chống lại chế độ còn này ông trâm đó ông có quyền tự do ông nói nhưng mà ông lại chỉ trích thì vợ con của người ta chỉ trích đời tư của người ta đi vào sâu vào ca tư mà cái người đó hoặc là nhân chứng ví dụ như người ta nói đem ra ông ông, ông luật sư Michael Cohen là nhân chứng rồi ông bà bà Stormy Daniel đó là nhân chứng điểm mà khai thì mấy bữa nay ông cũng công kích ông Michael Cohen là người gọi là không có tin tưởng được, người lưu manh, người ăn nói xảo trá. Rồi cô à, à, cô Daniel cũng vậy, à, chúng tôi không thể biết cô mà cô hiện địa chuyện ra văn văn và văn là không được là vì sao đây là những nhân chứng để tới khai trước tòa mà ông tránh đó ông nói là ông muốn nói gì nói mà trong thời gian ở tòa này đó ông không được nói về những nhân chứng bởi vì nếu như vậy thì ai dám làm nhân chứng nhân chứng là để cho họ được công để họ nói công khai bây giờ nếu ông không đồng ý thì cái nhân chứng ông phản biện với cái nhân chứng đó cho bây giờ ông không nói gì hết thì như vậy là cũng sai rồi ông nhân chứng mà ông chỉ trích có cái nhân chứng thì làm sao họ dám ra tòa để mà họ trình bày với với con tòa? Cho nên ông chỉ trích rồi trước đây ông chỉ trích con gái của ông ông ông, ông John Mercer là cái chuyện vô lấy con gái đâu có liên hệ gì mà ông lại chỉ trích con gái? Cho nên cái điều đó là người ta phạt ông có thể là mẫu lần ông vi phạm một lần như vậy là phạt ông một năm và có lẽ thứ năm này thì họ quyết định ông quan tòa ông nói để ông dài dạt ông cân nhắc rồi ông mới chuẩn bị ông mới cho biết được cái vấn đề mà Phật như thế nào thưa quý vị à, hôm nay thì sau khi mà tổng thống Joe Biden đó thì sáng nay ông tuyên bố thì lúc đó, đó là chưa được thượng viện thông qua bây giờ thì thượng viện thông qua rồi thì Mỹ đó, chúng tôi thưa đó là Mỹ Họ dự trù, họ chuẩn bị Họ gửi một cái gói viện trợ là trị giá Một tỷ đô la viện trợ về quân sự Hai quan chức của Mỹ Hai quan chức đó có trách nhiệm đó Của Mỹ mà họ không cho biết danh tính Họ chỉ tiết lộ à, Họ tiết lộ, họ kêu là Washington Tức là tòa bà um, tòa đắp đó đang chuẩn bị một quốc viện trợ Quân sự trị giá là một bỉ Mỹ Kim đến cho Ukraine. Đây là một gói viện trợ đầu tiên sau gần 6 tháng họ ngừng. Tức là viện trợ, hay, hay viện trợ là từ gần 6 tháng nay rồi thưa quý vị. Thì sau đó, đó thì toàn bản ốc họ có tìm ra họ viện trợ thêm 300 triệu nữa. Mà 300 triệu đó là do cái ngân sách của Bộ Quốc phòng còn dư. Cho nên họ lấy cái số tiền đó họ viện trợ cho Ukraine thôi. Chứ từ đó tới giờ là không có viện trợ. Cho nên Ukraine đang chờ đợi rất quá mòn thưa quý vị thì theo hai quân chức này họ tiết lộ đó số viện trợ quân sự họ gồm có những cái điều gì họ sẽ viện trợ quân sự thứ nhất là họ họ dùng mà nghĩa là những đoạn đoạn phóng quả tiện và rơ rồi đoạn bổ sung cho các hệ thống của quả tiện cơ động đoạn đạo gồm có 100 năm 155 mm và quả tiện tầm xa tức là quả tiện tầm xa là ATA MCX cái quả tiễn này đó tầm xa nó có thể bắn được từ 150 km cho tới là 300 km và cái quả tiễn này người ta nói là nếu cái quả tiễn này mà Mỹ viện trợ từ trước tới giờ đó Mỹ uh, viện trợ cái quả tiễn tầm trung mà chưa có tầm xa thưa quý vị. Mà nếu cái quả tiễn tầm xa này mà được viện trợ đó thì người ta nói là Ukraine có thể thay đổi trên chiến trường tức là thay đổi đỏ ngược trên chiến trường là Nga sẽ gặp khó khăn trên chiến trường đó thưa quý vị Thì đây là cái điều mà chúng ta rất là mong ước để cho cái gói viện trợ đi tới càng nhanh càng tốt đó thưa quý vị bây giờ thì một cái bản tin nữa thưa quý vị là quý vị biết là trước đây chúng tôi nói là là một số những người mà gọi là thăng hay là những người công dân của Hoa Kỳ mà gốc là gốc người ở Palestine hoặc là gốc là người hồi giáo ở bên Trung Đông thì vấn đề là họ họ, họ không đồng ý với chính phủ Joe Biden là chính phủ Jordan ông không nhẹ tay quá đối với ông nói tên Yahoo đối với chính phủ Do Thái bởi vì Do Thái trong những ngày vừa qua đó họ ngoài ra thì chính phủ ông Joe Biden yêu cầu là không có tấn công vào ở Rafa một cái chúng tôi thưa đó là một cái thành phố ở Rafa đó thì có vào khoảng 1.5 triệu người đang ở đây rất là cơ cực thì bây giờ đó con thiệp nói nhưng mà ông lấy trên da Âu vẫn cho cái quân đội uh, uh, quân đội của do Thái tiếp tục tấn công và gần đây thì họ cũng pháo kích vô uh, xung quanh ở uh, ở ở ở Rafa cho nên làm số chế chấp thì cái phong trào mà họ biểu tình đó bây giờ nó lan rộng vô các cái đại học thưa quý vị thì ở các đại học thì mấy ngày hôm nay nếu quý vị nghe đó thì đại học như ví dụ như là Colombia à, Colombia ở New York cũng có biểu tình rồi ở đại học ở New York University cũng có biểu tình và ngày hôm nay thì chúng ta thấy là ở ngay ở ở, New York và đại học và New York University đó thì chúng ta biết là họ cắm lèo họ ở trong đó những người này căng lèo rồi ở trong đó thì có vào khoảng những người biểu tình đó, thì có vào khoảng 100 người nhưng mà họ căng lèo trong cái khuôn viên đại học rồi họ có vẻ họ theo dõi những người nào mà có dám dấp những cái hình nào mà có vẻ do thái đó thì họ có thể hăm dọa và cái gì đó họ chưa có gì cụ thể nhưng mà vì vậy cho nên các sinh viên mà do thái thì ở trong các cái trường ở trường này ví dụ như họ loan truyền tới biểu tình ở, ở đâu ở Colombia rồi Colombia biểu tình xong rồi tới New York rồi tới Yale thì có cái đại học này nó đoan gọi là cái phong trào hay nói cách khác là cái sinh viên hầu giáo mà họ có cảm tình với người ba thai à, ở giải Gaza đó thì họ biểu tình họ yêu cầu là không có viện trợ cho do, do thái bởi vì do, do thái họ mạnh tay họ đàn áp quá cho nên gây, ra cái cháy chấp và gây ra sự phẫn nộ nhiều người thì thưa quý vị có cái sinh viên mà có cái đại học nổi tiếng như là Columbia hay là Yale hay là trước đây cũng Harvard cũng có đó thì quý vị biết sao không những sinh viên này là những sinh viên họ tương đối là cấp tiến bởi vì họ thấy cái sự chết chấp đó không ai chịu đựng không ai chịu nổi mặc dù là, là do thái hai ba lấy thai thì cũng như nhau mà bây giờ ai gây ra cái sự chết chấp đó thì họ phản độ và họ yêu cầu là chính phủ tổng thống joe biden không đi viện trợ cho do thái nhưng mà cũng khó lắm thưa quý vị là do thái là một quốc gia đồng minh cặt ruột với hoa kỳ mà ở vùng trung đông mà quý vị biết là do thái họ ở trong một cái chậu lửa xung quanh là rột đen rồi iraq rồi yemen rồi nhiều nước cho nên nó, nó rất là nguy hiểm mà do thái họ làm trung hòa tức là họ thứ nhất là dân số họ không đâm, khoảng tám chín triệu thôi nhưng mà cái vũ khí của họ rất là tối tăng mà quân đội của họ rất là tinh nhuệ rồi thêm nữa đó, là tình báo của họ cũng khá giỏi nữa cho nên họ họ tiêu diệt rồi họ bắn ở đâu thì họ nghiên cứu rồi họ bắn thì nó đúng nhưng mà có khi ông lấy tên Yahoo đó là ông đi quá đà chính vì cái yếu tố đó mà người ta đã không không đồng ý với quan điểm ông sở dĩ ông đi quá đà là vì ông nếu mà ông ngừng đó bây giờ thứ bảy vừa rồi thứ bảy tuần trước đó những người do, do thái biểu tình chính những người do thái biểu tình cũng yêu cầu là có cuộc bầu cử và yêu cầu ông từ chức bởi vì ông sợ giống như là ông Donald Trump ấy. tức là khi ông cầm quyền thì không có quyền điều tra hiện tại ông có hai cái hồ sơ về tham nhũng mà bộ tư pháp đang điều tra nhưng mà ông đang làm thủ tướng thì ông đâu có đâu có được điều tra cũng giống giống như ông Trump ấy đó khi mà ông Robert Mueller điều tra đó thì nói là theo nguyên tắc của bộ tư pháp ấy, thì một tổng thống đương chức ấy, thì không có thể cấy áp họ được đó là bộ tư pháp cho nên họ chỉ điều tra họ để đó thôi thì trường hợp của ông lấy tên yahoo cũng giống bây giờ thái cũng giống vậy cho nên họ yêu cầu ấy, là do thái cần phải có mở cuộc bầu cử sớm cần phải có và bầu cử sớm rồi lại yêu cầu ông lấy tên yahoo từ chức đó là những cái sự kiện mà chúng tôi muốn nêu lên để rồi là tình hình của thế giới nó phức tạp quá thưa quý vị bây giờ có một bản tin xin gửi đến quý vị là Anh Quốc bây giờ thì chúng tôi muốn đưa hồi nãy giờ chúng tôi nói mà chúng tôi không gửi cái hình ảnh đến quý vị bây giờ chúng tôi gửi cái hình đây đây là một ông thủ, ông thủ tướng của do, do do ông thủ tướng của Anh này thưa quý vị Anh Quốc á Anh Quốc họ tuyên bố là họ sẽ viện trợ chưa từng có đối với Ukraine đây là của viện trợ lớn nhất để mà Ukraine có đẩy nước Nga ra khỏi lãnh thổ của Ukraine. Thủ tướng của Anh vừa tiết lộ là ông có một gói viện trợ, ông thủ tướng này có tên là ông Sunak đó, thưa quý vị. Ông gọi đây là ở đây là vũ khí thiết yếu hơn hơn chưa từng có. Ông gọi cái viện khó viện trợ ông thì nó không có nhiều. Nhưng mà đây là ông viện trợ những cái loại vũ khí mà tối tân nhất. Theo ông đó, theo cái đài mà RT đó vào ngày 23 À, thì Thủ tướng Rich Sunak Ông vừa tiết lộ là gói viện trợ Trị giá là khoảng uh, Trị giá là khoảng 500 triệu bảng Anh Tức là nếu mà tính ra tiền của Mỹ đó, Thì lớn hơn đó à, à, Lên tới 500 mấy gần 600 triệu uh, đô la Thì ông nói là trăm Ông tuyên bố như thế này Văn phòng thủ tướng Anh khẳng định Đây là gói viện trợ vũ khí Vũ khí thiết yếu nhất Mà từ trước tới giờ chưa có Gồm những, những cái gì à, trong cái gói vũ khí này họ nói họ viện trợ là khoảng 400 phương tiện chiến đấu à, họ họ nói cái phương tiện chiến đấu nó cũng nghe hơi mơ hồ thành là chúng tôi không biết nhưng mà họ nói là 400 phương tiện chiến đấu và 60 tàu và một số lượng chưa được công bố quả tiễn tầm xa hiện đại cái quả tiễn của họ của anh là chắc là quả tiễn này tầm xa là bắn rất là nhiều đó. cái quả tiễn này có tên là Stormy Shadow với gói viện trợ được công bố thì tổng số viện trợ của của tổng số viện trợ của của chính phủ Anh mà viện trợ cho kiếp trong năm 2024 đó quý vị không biết không lên tới 3 tỷ 3 tỷ bảng Anh 3 tỷ bảng Anh thì có vào khoảng 3, 3 tỷ 7 đô la tức là cái giá tiền đổ ra là giá đô la là 3 tỷ 7 à, gói viện trợ này sẽ bảo đảm cho Ukraine có những gì mà họ cần để đẩy lùi quân Nga ra khỏi nước Anh quốc sẽ quy động vai trò đi đầu của mình đối với nền an ninh của Âu Châu trong việc bảo vệ lợi ích của quốc gia và sát cánh cùng với đồng minh NATO. Thì chúng tôi cũng xin thưa với quý vị là sau khi mà NATO cũng như là Hoa Kỳ viện trợ cho Ukraine rồi đó thì giữa Ukraine và các quốc gia Âu Châu đó họ ký hiệp ước hiệp định song phương về an ninh nữa. Ví dụ như chúng tôi đơn cử như Pháp, họ ký giữa giữa Pháp và Ukraine thì Pháp viện trợ 3 tỷ đô la trong khi đó đức cũng ký và với 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 ukraine rồi anh cũng ký với ukraine canada cũng ký song phương với 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 anh à, và một số quốc gia như hà lan một số quốc gia họ cũng ký song phương bởi vì sao họ dự trù là đa phương nếu mà đa phương thì nhiều quốc gia viện trợ nó có rồi nhưng mà sang phương về an ninh đó, trong vòng 10 năm tức là họ sẽ viện trợ thiếu cái nào thì cá nhân giữa nước này với nước kia liên lạc để mà viện trợ chung thì quý vị biết là ngày hôm qua thì lát nữa chúng tôi sẽ thưa ngày hôm qua thì tổng thống Joe Biden có nói chuyện với ông um, nói chuyện với ông tổng thống Zelensky của của của, của Ukraine à, lát nữa thì chúng tôi sẽ trình bày nhưng mà bây giờ chúng tôi muốn nói về Á Châu một chút xíu thưa quý vị trước khi nói Á Châu thì chúng tôi xin gửi quý vị cái hình nha à, đây là ông ông Sunat. Bây giờ chúng tôi xin gửi cái hình để mà trước khi nói về cái này và yeah. đây. Thưa quý vị, ở hiện tại chúng ta đang nói chuyện thì ở bên Phi Luật Tăng có một cái cuộc tập trận. Cái cuộc tập trận này đó thì à, cái cuộc tập trận này gồm có Phi Luật Tăng và Hoa Kỳ. Nhưng mà bây giờ là có thêm có một số các quốc gia gấp vào đây tập trận nữa là quý vị biết ai không? Là Pháp. Pháp ở bên Âu Châu mà cũng qua tập trận đây là mới là lạ nghe à, cái số tập, tập trận đây đó là cũng lớn là có 16.300 người cho nó 17.000 cho chẳng đi là có Úc này cái ở tập trận này quý vị thấy là có phi luật tăng có Mỹ có Úc và có cả à, Pháp nữa thì đây là quý vị nghe hư lạ phải không sau là Pháp vô đây là có 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 chân ở trong này thì quý vị biết như chúng tôi thưa đó là ở biển đông bây giờ nó là cái lò lửa nó là một lò lửa đoàn nổ lên mà uh, Trung Quốc thì mấy ngày hôm nay thì máy bay bay trên không phận của đài loan và bên hải phận thì uh, tàu của họ đe dọa đài loan thường xuyên và ở bên phi Lục tăng thì Lục tăng đi tiếp tế cái chiếc một cái chiếc tàu nằm ở xa thì là bị uh, Trung Quốc vi chùa rầm rồi ngăn cản văng văng và vân văng, văng cho nên cái tình trạng ở biển đông nó rất là căng thẳng do đó quý vị biết là trong cái tuần lễ trước đây chúng tôi thưa đó là mỹ phi lục tăng và nhật thành một cái một cái tam giác gọi là tâm đầu chế ba nước này liên kết với nhau để mà có thể chống với Trung Quốc họ không nói chống Trung Quốc tôi chúng tôi chỉ nói rõ như vậy bởi vì Trung Quốc là cái nước khiêu khích mà ai khiêu khích ở Biển Đông thì chỉ có Trung Quốc thôi rồi một cái tam quốc tâm đầu chế nữa là Nhật Nam Hàn và Mỹ cũng có tâm đầu chế và một cái tâm đầu chế nữa đó là AUKUS thì quý vị đó là cái, 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 chiến lược tàu ngầm giữa Anh Mỹ và Úc thì bây giờ có thêm Nhật vua ở trong đó nữa thì quý vị thấy là cái tình trạng tình trạng ở Biển Đông và khi cái cuộc tập trận này gồm có 16 sáu quân đó, tập trận trong vòng hình như là hai tuần thì phải chúng tôi nhớ không rõ nhưng mà quý vị họ trong cái buổi tập trận này họ họ giả uh, giả thiết là đây là cuộc tấn công chiếm đảo cho nên thấy đây nó, nó rất là quan trọng phải không thưa quý vị và mặc dù ở phi luật tăng họ nói là bây giờ đó họ nói họ họ, họ tuyên bố đó, giống như là họ tập trận trong cái thời chiến thưa quý vị trong bối cảnh căng thẳng giữa biển đông với có với, với uh, biển đông với các quốc theo lời của quốc các quan sát viên của Trung Quốc thì Trung Quốc tuyên bố là chủ quyền bởi vì Biển Đông mà Trung Quốc họ nói là chủ quyền của họ ở Biển Đông luôn thì quý vị chịu nổi không? À, rồi ở Đài Loan kể cả Biển Đông bằng đường chín đoạn đó như vậy là cái sự thiệt hại của Việt Nam nữa nghe cái đây này cái quyền lợi của Việt Nam nhiều nhất bởi vì Hoàng Sa Trường Sa đó Hoàng Sa là Trung Quốc lấy rồi rồi Trường Sa có hòn đảo nữa mà nếu mà có cái gì biến động gì xảy ra đó thì chúng ta thấy là Um, phi luật tăng còn có chữ dựa không biết là Việt Nam dựa ai chúng tôi chưa biết à, Việt Nam cũng khó mà có chỗ dựa nha thưa quý vị Việt Nam họ nói là ô chúng tôi là ngoại giao đa phương ngoại giao cây tre mà cây tre thì chuyển chuyển qua lại thì lúc nghiêng lúc này chỗ kia thực sự nó không có thực tế dưới cái thời kỳ chiến tranh lạnh họ đi dây giữa liên, liên bang Xô Viết và Trung Quốc thì được nhưng mà ngày hôm nay cái làn ranh đỏ nó gặp ra là một là thế giới tự do hai là bệnh chuyên chế độc tài về ví dụ như việt nam họ nói tôi đi mỹ đi mỹ thì tới mỹ thì nói là ô mỹ và việt nam là đối tác quan trọng nhất và không thể thiếu sót vẫn là hàng đầu nhưng mà nếu đến với trung quốc thì nói là trung quốc cũng là đối tác hàng đầu rồi quan nga cũng vậy bởi vì vừa rồi ông nguyễn phú trọng ông mời ông putin qua tham dự qua 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 tham việt nam thì trước đây ông cũng mời ông tổng thống Joe Biden qua thăm Việt Nam thì quý em thành cái kiểu mà đi dây đó, thì nó thích hợp cho cho họ nhưng mà dưới những cái cốc nước đó thì cũng khó mà thích hợp nha thưa quý vị cái điều này cũng là một cái điều mà chúng tôi thấy là cũng mà nếu mà gọi là họ hãnh diện là ngoại do cây tre là ủy nhiễm qua lại nhưng mà chúng tôi thấy là cái điều này rất là phức tạp chứ không phải đơn giản bây giờ chúng tôi muốn gửi nhanh đến quý vị cái bản tin nữa à, một hai bản tin nữa nó nhiều quá mà gửi thì chúng tôi sợ nhiều quá là quý vị nghe cũng chán đi bây giờ thì thưa quý vị Nga ngày hôm qua tức là ngày 23 họ bán sập một cái đài truyền hình của ở thành phố Kharkiv của Ukraine mà cái đài cái đài truyền hình này nó có, có, như là một cái biểu tượng đấy nó rất là cao cao tới 240 mấy ở thành phố mà Kha khích được xem là cái thành phố lớn thứ hai của Ukraine, Họ cách cái biên giới của Nga đâu có 30 km mấy, cho nên gần lắm cho nên họ bao kích cũng dễ lắm. Họ bắn bằng quả tiễn làm cho cái 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 trụ sóng phát sóng của đài truyền hình này nó ngã xuống. À, à, quân, quân đội Nga oanh kích ngày hôm, à, ngày hôm, hôm qua. Chính quyền ở địa phương cho biết là tên lửa này là tên lửa KH 59 đã bắn sập cái tháp này nhưng mà rất may là không có ai bị thương mà cũng không có ai chết thưa quý vị tại sao không biết à tổng thống zelensky trong cái lời phát biểu trên video ông cáo buộc là, là ông 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 cáo buộc là một nỗ lực hù dọa để tất cả người dân của thành phố này thấy rõ sự tàn bạo của nước nga à, và trong cuộc điện thoại giữa tổng thống joe biden và và ông ông, ông zelensky vào ngày hôm à, vào ngày hôm tức là hôm qua thưa quý vị thì ông nhấn mạnh đây rõ ràng là ý đồ của Nga nhằm cho Kha Khí trở thành một thành phố không thể sống nổi. À, Tổng thống Joe Biden và ông Zelensky cũng thảo luận về các, các quả tiễn tầm xa. Chúng tôi nói là quả tiễn tầm xa đó. Bây giờ thì Ukraine không muốn xin Mỹ là hỗ trợ cho cái quả tiễn tầm xa. Thì cái quả tiễn tầm xa nó gọi là ATA CM, CM, à tầm ra thì họ bán cái quả tiễn như chúng tôi vừa thưa đó cái quả tiễn này cái độ độ xa đó là 165 km 165 km tới 300 km thưa quý vị như vậy là ở xa các chuyên, các chuyên gia cho rằng cái loại vũ khí này mà nếu Mỹ viện trợ tới đó thì có thể xoay chuyển tình hình ở ở ở Ukraine à, thì quý vị chúng tôi rồi chúng tôi thưa với quý vị đó là gần 6 tháng rồi Ukraine kiệt vì vũ khí không có lấy một mà chỗ mười làm sao chịu nổ thưa quý vị chăng ra chặn mà lấy một chỗ mười thì bây giờ có gói viện trợ này thì lần đầu tiên à, là chúng tôi nghĩ là ngày mai thì cái, sau khi thượng viện ký bữa nay rồi thì ngày mai tổng thống joe biden sẽ sẽ ký và lúc đó bây giờ thì cái vũ khí sẽ tìm cách chuyển qua tốc cho tới ukraine và nếu có cái loại vũ khí mà như chúng tôi vừa theo, vừa nêu đó thì rất có lợi có lợi ích là à, ATA MCH thưa quý vị bây giờ thì cái bản tin chót thưa quý vị nghe bản tin chót đây là nói về Đan Mạch thì Đan Mạch là một cái thành viên của NATO ngày hôm nay tức là ngày 23 là bữa nay thì tòa đại sứ của Đan Mạch tại Ukraine họ xác nhận là họ sẽ viện trợ cho Ukraine một cái đội một phi đội một phi đội máy bay F-16 một phi đội thì chúng tôi không biết là cái phi đội của bao nhiêu chiếc không biết. Nhưng mà đây là lần đầu tiên mà Đông Mạch trước đây thì họ hứa rồi. Nhưng mà bây giờ thì họ nói họ sẽ chuyển tới mùa hè. Thì sắp tới mùa hè rồi. À, bữa nay là tháng tư rồi thưa quý vị. Mùa hè chắc là tháng tháng 6, tháng 7 là chắc có rồi. Thì họ viện trợ cho Đông Mạch, viện trợ cho Ukraine một phi đội máy bay F-16 thì chúng ta thấy là hy vọng là tất cả sự cái dùng dập đó, hay hỗ trợ cho Ukraine thì hy vọng là cái tình hình nó sẽ xoa à Chúng tôi hy vọng vậy thôi. Nhưng mà chắc chắn là cái sự chiến đấu của quân đội Ukraine. Mặc dù biết, quý vị biết không, trong những ngày vừa qua đó, ông Putin ông lợi dụng là tình thế của Ukraine không có đầy đủ vũ khí cho nên ông tấn công ồ ạt vào Ukraine gây ra nhiều thiệt hại và xe và tấn công vào hạ tầng cơ sở nữa thưa quý vị. Cho nên nếu mà có vũ khí rồi thì Ukraine có thể thay đổi lại chiến trường mình cũng mang vậy. Và bây giờ các nước ví dụ như là ông Stoltenberg là à, tổng thư ký của NATO, ông hứa là sẽ gửi tới tất nhiều cái dần à, quả tiễn để mà giúp cho Ukraine tắc, à, tấn công trở lại với Ukraine à, tấn công lại Nga đó thưa quý vị. À, bây giờ thì chúng tôi xin gửi để thử có cái hình ảnh nào để À đây cái hình ảnh của ông uh, tổng thống Zelensky và ông uh, ông uh, tức là ông rất là vui là khi cái gói viện trợ này được thông qua rồi thưa quý vị hình ảnh nào uh, chúng tôi xin phép quý vị nha cho chúng tôi gửi. hình ảnh này là cái hình ảnh mà ông Trâm ra tòa trong mà ông à, bây giờ thì ông trong hơi hơi thiểu não à, xác diện là xuống rất là thấp thưa quý vị mà bây giờ thì cũng thưa với quý vị là cái ông kêu gọi người ta đi biểu tình ông kêu gọi người ta hỗ trợ tài chánh, nhưng mà gần như là tiếng nói của ông không còn linh như trước nữa à, trước đây ông kêu gọi biểu tình là họ xuống cả hàng mấy trăm người nhưng mà kỳ này không kêu gọi đâu lèo vèo đâu có mười mấy người à thì rất là ít cho nên ông ông đổ lỗi là bởi tại vì bên cảnh sát ngăn cản ông nói ông nói chứ không có thật sự biểu tình mà ông hòa là mỹ là có quyền biểu tình ông hòa đừng có gây ra bạo loạn thôi chứ còn biểu tình ông hòa làm sao ấy trong trường hợp ấy, ở đại học thì uh, uh, như chúng tôi thưa đại học là đại học uh, new york ấy, họ phải mời cảnh sát vào can thiệp bởi vì những người biểu tình đó họ cản lối những người đi vào ở bên trong và họ dùng mà uh, Họ, họ cắn con đường giao thông ở trong đại học cho nên làm ngăn cản cái sự ứ đạm và ham dọa những sinh viên người do thái cho nên cái điều này họ đe dọa có vẻ kỳ thị cho nên mới lúc đó họ mới nhờ cảnh sát can thiệp mời những người này ra và nếu những người nào không nghe nghe đó thì lúc đó họ mới bắt đi thôi chứ thật sự thì biểu tình ông hòa ở xứ mỹ nước xứ tự do anh có quyền bà tỏ cái tư tưởng ông trâm là ông luôn luôn ông xuyên tạc À, quý vị đừng có tin những gì trong đó mà nhìn những gì trong lòng thôi à, thưa quý vị đến đây thì chúng tôi xin phép và khép lại chương trình à, chúng tôi xin kính chúc quý vị uh, có những giờ phút bình an à, có lẽ là cho chúng tôi nhắc nhở một uh, tí xíu trước khi ngừng chương trình nha quý vị à, đây là cái um, cái công ty uh, cái công ty netflix là một cái công ty này quý vị có thể download free miễn phí và quý vị có thể dùng cái này thì nói dập thay vì quý vị in cái cặp business card để gặp bạn bè thân hữu hoặc là công ty những cái đối tác đó quý vị trao thì trong cái công ty lấy này quý vị không cần Quý vị chỉ cần cái mã số khi mà quý vị vào đây download nó có rồi đó, thì cái mã số à, QR này đó, à, nó có hết. Mà trong khi có đó, nó cầm luôn với cái thông tin của quý vị nào là YouTube này. Nếu quý vị có những cái, cái clip ở trong này hoặc là có những cái um, tất cả những cái sự kiện mà trong công ty của quý vị mà có đó là bằng hình ảnh nó đưa đầy đủ hết, từ nhà thương cho tới nếu là ngân hàng hay là vấn đề của là à, bất cứ cái gì họ họ chưa đầy đầy đủ hình ảnh mà là hình ảnh, cho nên người người xem cái công ty của quý vị cái đối tác của quý vị, họ rất là thú vị bởi vì có đầy đủ nhìn biết về à, hình thành cái công ty đó như thế nào, trải qua bao nhiêu rồi cái sự giao dịch ra sao, ngoại giao ra sao, à, số khách hàng bao nhiêu, họ đầy đủ hết. À, cho nên quý vị download cái Netflix này thì quý vị có thể dùng tất cả những cái chuyện mà có thể thông tin được dễ dàng, không cần dùng business card nữa thưa quý vị. Đến đây thì chúng tôi xin uh, chào tạm biệt quý vị và xin chúc quý vị những giờ phút còn lại bình an. À, xin kính chào và hẹn với quý vị trong chương trình ngày mai.